Chào các em, anh là Kiki và anh thích suy nghĩ. Mình là Qua Qua, vịt con quạc quạc. Qua Qua, tớ sẽ làm giám khảo trong cuộc thi hái trái cây đấy. Bạn có muốn đi cùng với tớ không? Được thôi. Một giám khảo sẽ có thể cho biết tập hợp nào có số lượng nhiều nhất. Nhìn xem, tập hợp nào có nhiều khối nhất. 1, 2, 3, 4, 5. À, tớ hiểu rồi. Tập hợp này có nhiều nhất. Tớ cũng biết nó là ít nhất. Đúng rồi. Nào đi thôi. Khối ma thuật, đi nào. Điểm đến được xác nhận. Thế giới thật thú vị. Hãy cùng đi khám phá những điều bí ẩn. Qua Qua, cuối cùng bạn cùng ở đây. Chúng tớ cần một giám khảo cho vòng đầu tiên của cuộc thi. Bạn có thể giúp tớ sắp xếp xoài từ ít nhất đến nhiều nhất không? Nhưng làm thế nào để chúng ta sắp xếp từ ít nhất đến nhiều nhất nhỉ? Mình sẽ cho bạn biết đáp án. Những quả táo ở đây được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Từ trái sang phải có một quả táo, hai quả táo và ba quả táo. Một quả táo ít hơn hai quả táo và ba quả táo, nên nó là bé nhất. Bạn đã tìm thấy quy luật nào chưa? Đúng rồi. Tập hợp thứ nhất có số lượng ít nhất. Vì vậy, khi sắp xếp từ ít nhất đến nhiều nhất, trước tiên, chúng ta cần tìm tập hợp có số lượng ít nhất và đặt nó ở vị trí đầu tiên. Tập hợp nào có ít kẹo nhất? Một cái kẹo là ít nhất. Vì vậy, hãy đặt nó ở vị trí đầu tiên. Sau đó tìm tập hợp có ít kẹo hơn trong số các tập hợp còn lại và đặt nó vào đây. Tập hợp nào có ít kẹo hơn nhỉ? Ba cái kẹo là ít hơn. Vì vậy, hãy đặt nó ở đây. Tập hợp cuối cùng có 6 viên kẹo. Nó có nhiều viên kẹo nhất. Vì vậy, hãy để nó ở vị trí cuối cùng. Miệng của chiếc miệng to luôn hướng về phía tập hợp nhiều hơn. Một cái kẹo là ít nhất. Và ba cái kẹo là ít hơn 6 cái kẹo. Một cái kẹo, ba cái kẹo và 6 cái kẹo. Số lượng tăng lên. Và đó là thứ tự đúng từ ít nhất đến nhiều nhất. À, tớ hiểu rồi. Khi sắp xếp từ ít nhất đến nhiều nhất, mỗi lần chúng ta cần tìm tập hợp có số lượng ít nhất và sắp xếp nó theo thứ tự. Bạn thật thông minh. Quạc, quạc, mình học được rồi. Các bạn ơi, bạn có thể giúp Qua Qua sắp xếp xoài từ ít nhất đến nhiều nhất không? Đó là thứ tự đúng rồi. Yeah. Bé có mái tóc đỏ có nhiều xoài nhất và là người chiến thắng. Hãy trao cúp cho cậu ấy nhé. Chiếc cúp đẹp quá. Qua Qua cũng muốn có một chiếc cúp. Cuộc thi trốn tìm trứng sắp bắt đầu. Hãy cùng tham gia nào. Xuất phát nào, xuất phát nào. 3, 2, 1. Cuộc thi bắt đầu. Các bạn ơi, các bạn có thể giúp Qua Qua tìm những quả trứng bị giấu không? Các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn có thể giúp Qua Qua tìm những quả trứng bị giấu không? Hết giờ rồi, cuộc thi đã kết thúc. Tớ đã tìm thấy rất nhiều trứng. Tớ sẽ là người chiến thắng chứ? Hãy sắp xếp chúng trước. Các bạn ơi, các bạn có thể sắp xếp trứng từ ít đến nhiều không? Bạn đã làm rất tốt. Lại đúng rồi. Qua Qua đã tìm được 8 quả trứng và là người chiến thắng. Hãy trao cúp cho người chiến thắng. Quạc, quạc, quạc. Tiếp theo là vòng chung kết, cuộc thi kéo củ cà rốt.
tớ muốn giành chiến thắng một lần nữa. Tuy tớ nhỏ, nhưng tớ siêu giỏi. Bắt đầu thôi. Xuất phát nào, xuất phát nào. 3, 2, 1. Cuộc thi bắt đầu. Củ cà rốt này. Củ cà rốt này to quá. Hãy giúp Qua Qua kéo nó ra nhé. Hết giờ rồi. Cuộc thi đã kết thúc. Nhiều cà rốt quá. Tớ sẽ là người chiến thắng lần này chứ. Để biết được điều đó, chúng ta cần sắp xếp các củ cà rốt từ ít nhất đến nhiều nhất. Giỏ nào có ít cà rốt nhất nhỉ? Hãy để mình nghĩ ra xem. Cái này hay cái kia? Qua Qua không biết. Nếu chúng ta không thể biết tập hợp nào ít nhất, chúng ta có thể đếm số lượng trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 củ cà rốt. Tiếp theo, hãy đếm 1, 2, 3, 4, 5. 5 củ cà rốt. Hãy đếm tập hợp cuối cùng nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tất cả 7 củ cà rốt. Bây giờ chúng ta đã đếm xong. Hãy so sánh chúng. Tập hợp nào có ít cà rốt nhất nhỉ? Hãy đặt tập hợp có ít cà rốt giữa 2 tập hợp còn lại. Tập hợp nào có ít cà 5, 6 và 7 củ cà rốt. Cà rốt đã được sắp xếp từ ít nhất đến nhiều nhất. Qua Qua đã nhổ được nhiều cà rốt nhất và là người chiến thắng. Quạt, quạt, quạt. Tớ lại là người chiến thắng rồi. Giỏi lắm. Cuộc thi hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn bạn đã đồng ý làm giám khảo nhé. Không có gì. Thực hành với Qua Qua. Đến lúc để mua sắm nữa rồi. Bạn có thể lấy cho tớ cái chai có nhiều đồ vật bên trong nhất không? Xin cảm ơn. Bánh nào có nhiều dâu tây nhất nhỉ? Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn có thể sắp xếp các loại trái cây từ ít nhất đến nhiều nhất không? Chà, đúng rồi. Bạn có thể sắp xếp các cookie từ ít nhất đến nhiều nhất không? Bạn làm đúng rồi. Bạn có thể sắp xếp chúng từ ít nhất đến nhiều nhất không? Đúng rồi, bạn giỏi quá. Làm với Qua Qua. Qua Qua. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Đây là những bông hoa mẹ đã mua hôm nay. Con có thể giúp mẹ đặt chúng lên bàn được không? Được thôi. Con muốn sắp xếp chúng như thế nào? Số lượng hoa là khác nhau. 1, 2, 3, 4. Có 4 bông hoa trong bình này. Các bạn cùng đếm nào. Có bao nhiêu bông hoa trong mỗi lọ hoa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Con sẽ sắp xếp chúng từ ít nhất đến nhiều nhất. Xong rồi. Chà, trông thật tuyệt. Hoặc con có thể sắp xếp chúng từ nhiều nhất đến ít nhất. Cũng đẹp lắm. Qua Qua, con làm rất tốt. Các bạn cũng có thể thử sắp xếp mọi thứ từ ít nhất đến nhiều nhất với bố mẹ của mình ở nhà nhé.